Anh quay từ dưới chân em nhúng nhúng lên đó nha. Trời ơi, em cứ yên tâm tay nghề của anh đi. Anh quay mà em sợ gì? Trời ơi, sao mà em không tin chứ được. Nhiều clip triệu view như vậy mà. Em cong cong cái đít chút xíu. Lắc cái đít qua đây, lắc cái đít qua. Đít qua đây hả? Đúng rồi, chu cái hình công chữ S. Đúng rồi, chữ S đó. Ê, hai người này đang ở chỗ công cộng mà nhảy nhót cái gì vậy? Thích nhảy nhót thì đi ra ngoài đường đi. Ủa, tôi nhún nhảy liên quan gì tới chị? Không liên quan, cô chu bít như mặt tôi vậy mà cô nói không liên quan. Trời ơi, cái ghế cái bàn này nó phải nhờ của nhà chị đâu mà chị không cho. Chị bớt nói lại đi, đàn bà phụ nữ ít nói nó sẽ tốt hơn á. Nhảy tiếp đi em. Quay gần xong rồi cứ xỉa xỉa vô à. Nhảy tiếp nha. Ừ, nhảy đi. Nóng nổi luôn á. Sexy vô xíu nè em ơi. Hay quá. Hở 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 ngực chút xíu em, hở ngực xíu. Mẹ đó. Nói chuyện thì ghét. Trời ơi, nhà nó trồng phai môn mà năm ăn đâu có nhiêu đâu cho nên nó ngứa cái miệng, nói làm gì. Trời, anh xuyên tạc cái cây này hay dữ vậy. Tính ra anh có ý tưởng. Đúng rồi, ý tưởng. Đúng anh, đúng anh. Được, 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 ngon, ngon, ngon. Trời đất ơi. Nè, anh với chị làm cái gì mà leo trên bàn bên ghế của quán tôi xong đứng nhảy vậy hả? Trời ơi, nhảy xíu làm gì căng anh ơi. Căng cái gì? Không tính đâu rồi. Ê, dì, dì. Hay là ca gọi em. Em làm cái gì mà để khách leo lên bàn lên ghế đứng nhảy vậy hả? Hồi nãy em ra em nhắc một lần rồi. Quay vô quay ra, chứng nào thật nấy à. Ê, ý mày nói là hai đứa tao cứng đầu hả? Sao? Sao? Ê, muốn gì? Điều chào. Dạ. Nhỏ mày lối không mày? Quất mày luôn giờ kênh không? Tôi nói cho anh chị biết. Anh chị leo lên bàn lên ghế đứng nhảy như vậy, thứ nhất sẽ rất là nguy hiểm, thứ hai là sẽ ảnh hưởng đến người khác. Anh chị có ý thức chút xíu đi. Ủa, người yêu tôi nhảy không sợ nguy hiểm, mắc gì anh sợ? Cứ cho là anh chị không quan tâm đến an toàn của bản thân mình đi. Nhưng mà đây là nơi công cộng, anh chị làm vậy sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nếu như muốn quay clip thì đi về nhà mà quay. Lớn rồi có đầu óc suy nghĩ chút xíu đi, cái lũ vô tri. Ủa, ảnh hưởng gì đâu, nếu mà ngồi không được thôi, cút chỗ khác. Ừ. Vậy thì tôi mời anh chị cút ra khỏi quán tôi. Không, trước khi đi em nhảy thêm một chút xíu là hết bài ha. Ok. Tôi thách anh chị đó. Này ngon ta. Nè, tao sẽ quay lại nè, tao bóc hết cái quán này lên mạng xã hội nè. Xong rồi tao review tao đánh giá một sao, phá sản như chơi. Mời. Thách tao thì bố láo học hả sao? Láo liếu. Dám đánh tao mày. Mày. Ủa? Đại ca. Mày làm cái gì mà đứng sát bên mà mày kêu giật ngược vậy hả? Em xin lỗi đại ca, nhưng mà đại ca có clip này. Đang giờ làm việc coi gì. Đại ca coi thử đi. Phải anh không? Ủa, cái clip này hôm qua tao giải quyết hai vợ chồng kia mà. Dạ đúng rồi, nhưng mà có người dựng lại, xong rồi lồng tiếng lại luôn rồi, sai sự thật hết trơn. Cái gì? Chủ quán đánh người, anh đang đem đánh người, hành hung người khác này mọi người ơi. Nè, có dám xuyên tạc để câu view. Rồi giờ tính sao đại ca? Từ thông tin trên cái ạc này truy cho được địa chỉ hay để nói cho anh. Dạ, đại ca đây em. Anh ơi, anh cái clip này lọt top trend rồi nè anh. Má, cái thằng này nó có sức ảnh hưởng cộng đồng quá hả? Thì anh thấy nãy giờ rồi. Hay là bây giờ nè, hai đứa mình qua bên quán của nó quay thêm clip nữa đi. Biết đâu cái clip sau nhiều view hơn sao. Thôi em không đi đâu. Hồi nãy á em mới xem mấy đứa kia nó ra sân bay nó quay nhảy múa dữ hết trời luôn á. Gì ghê à. Nếu mà nhảy ở trong sân bay nhiều view á, chiều anh chở em đi ra sân bay. Thôi mình phải đi du lịch kìa, đi vào bên trong á mới có nhiều cái quay. Đi du lịch thì tất nhiên rồi. Bây giờ nè, hay là hai đứa mình tạo ra cái drama gì đó, cái kiểu như là yêu nhau rồi chia tay rồi dạng như không quen biết nhau như mấy idol top top vậy đó. Cũng có lý. Mà đợt này nổi tiếng rồi á, mình mà mua cái gì về bán á, chắc chắn là thành công. Chắc chắn rồi. Alo. Alo, dạ em chào anh ạ. Cho em hỏi anh có phải là anh Cường không? Dạ đúng rồi ạ. Dạ anh ơi, em là nhân viên bên tờ báo Sao Sáng. Muốn mời anh chị đến phỏng vấn cảm giác sau khi trở thành idol top top ạ. Thiệt hả? Vậy anh nhắn cho em địa chỉ đi rồi có gì em tới ạ. Dạ vâng, em nhắn liền cho anh đây ạ. Dạ dạ, cảm ơn anh. Trời ơi. Cái gì vậy anh? Hai đứa mình sắp nổi tiếng rồi. Cái gì vậy? Nói như xối. Có người mời mình phỏng vấn. Trời ơi. Đợt này em phải mua đồ thiệt đẹp mới
Dạ em chào anh chị à. Anh chị có phải là anh Cường và chị Thảo đúng không ạ? Đúng rồi. Hình như cậu là... À, dạ em là nhân viên bên báo Sao Sáng. Em chào anh chị à. Vô thẳng vấn đề chính đi. À dạ em mời anh chị ngồi. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy em? Giờ này nóng muốn chết. Mẹ em cho tụi chị ngồi đó, đen da chị hết em. Ít ra cũng phải vô phòng máy lạnh chứ. À dạ, vậy để em vào trong sắp xếp chỗ ngồi rồi em mời anh chị vào nha. Lẹ lẹ đi, tôi không có thời gian, tốn thời gian quá. Dạ dạ. Làm ăn kỳ cục. Em ừ? Bây giờ mình vô tới đây rồi thì mình quay cái clip đi. Chứ không quay uổng lắm. Quay cái gì giờ anh? Nè có khách nè, giờ mình quay cái clip mà mình lợi mình uống nước không cần xin phép á. Đồ côn, người ta chửi chết. Được, người ta thấy mình cầm cái điện thoại là người ta biết quay phim, ai đâu mà chửi. Trời ơi, baby của em hay quá. Một cái đầu sáng tạo đây nè. Từ từ nha, từ 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 từ. Rồi ok, máy chạy. Rồi chuẩn bị xuống nha, bước xuống kêu xa nha em. Rồi, đúng rồi đúng rồi. Kêu xa lên chút xíu. Đó. Cô bị gì vậy? Hai người bị điên à? Ơ ờ, cái thằng điên này, nó không biết em là ngôi sao top top hả trời? Hay quá, ngôi sao top top quay clip giật nước của người ta, uống bị người ta chửi vô cái bản mặt. Ôi ôi, thúi mặt. Nhốt. Ôi nhốt. Ê, đừng có chơi với tao nha mày. Ôi, ai thèm chơi tụi mày, tao thấy sao rồi tao quay vậy thôi. Quá nước thì chứ. Để làm, để làm. Mày ai à, đau ai 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 chạy 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 anh ai 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 chạy chạy đau chạy chạy anh đau 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 ai u nếu mà ra gió má mày tưởng tao sợ mày hả mày em có quay lại có em quay là hết rồi em yên tâm phải vậy mày hả mày chuyến này tao về tao dựng clip lại tới công chuyện rồi con biết thằng chịu yêu nữa đó vậy là tụi bay tự nhận là tụi bay dàn dựng clip để hại tao rồi đúng không? Tất nhiên tao nói mày nghe nè, dựng clip á để người ta tin là cả một người thật đó. Để nó nghe nè, tụi mày là dàn dựng clip, còn tao là livestream. Chuyện gì? Dạ em livestream đang lúc nãy lại rồi đại ca. Bốn góc của quán tao đều là camera đang livestream trực tiếp hết, nha. Hả? Chết rồi anh ơi. Ta nhắn tin chửi hai đứa mình quá trời kìa. Khách hàng cũng quỷ hợp đồng nữa nè. Cái gì? Hả? Giờ sao? À, anh ơi, anh à, bây giờ không ấy mình gỡ cái clip ra đi anh à, chứ bây giờ cái kênh này tụi em xây dựng cực khổ lắm. Nếu mà vậy thì mình không biết sợ nữa hả? Dạ biết. Ừ. Bơ đi. Đi em. Anh ơi. Lắc 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 cái đít qua đây, lắc cái đít qua. Đít qua đây hả? Đúng rồi, chu cái hình công chữ S. Đúng rồi, chữ S nọ. Đây. À, anh với chị làm cái gì mà đeo trên bàn ghế của quán tôi không đứng ngay vậy? Hả? Trời ơi, vậy chứ làm gì cái thôi. Thách tao, bố láo học hả sao? Dám đánh tao mày. Mày, 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 cam mới tới. Rồi xuống, anh nói nghe nè. Dạ, sao vậy? Anh mới nhận được cái tin nhắn cầu cứu. À. Em coi phải của ông đó không? Nghe nó kỳ kỳ sao á. Nhưng mà cái vấn đề khó hiểu ở đây là tại sao cái cậu này nhắn tin được mà không gọi trực tiếp cho công an để cầu cứu luôn. Sao anh biết được? Mà ngộ một cái, đàn ông con trai mà nhắn tin cầu cứu là bị bắt đi làm karaoke với massage. Sao kỳ á?